Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về một cái ghế làm việc. Nếu mà các bạn là trên văn phòng hoặc là làm việc tại nhà thì cũng nên dành chút thời gian để mà xem mình review vớ vẩn về cái ghế này. Ghế này là gần đây mình mới chịu bỏ một tiền triệu ra để mua một cái ghế xịn. Nói chung là cũng đáng để mà đầu tư cho nó. Vì sao? Vì sau một thời gian sử dụng thì mình thấy mình đã bớt bị mệt mỏi khi làm việc, khi ngồi làm việc hơn sau thời gian sử dụng ghế này. Và mình quyết định là làm quà review. Tất nhiên là mình chả có làm để mà kiếm doanh thu cho một cái công ty ghế nào đó đâu. Mình chia sẻ, mình thấy mình dùng thích và mình dùng không có bị bệnh rồi nên mình đã quyết định chia sẻ thôi, chứ không phải là làm clip bán hàng nha, thông cảm. Đây là sau đây là mình lướt qua về cái ghế tí. Đây là cái phần tựa đầu nè, có thể kéo lên kéo xuống được. Rất là chắc, nhựa cứng. Đây là phần quan trọng nhất mà mình thấy thích nhất là của cái ghế, đó là phần cái gối tựa lưng, có thể điều chỉnh được. Không, có thể điều chỉnh lên xuống được để mà phù hợp với cái phần ghế lưng của các bạn. Phần trên ghế là bằng sắt cứng cáp. Mình thích cái ghế này của một phần thì nó có cái phần kê tay. Đây là phần kê tay ghế, có thể điều chỉnh lên xuống được. Mình quên mất khi quay là cái phần tay phải kéo ra kéo vào được nha, không những lên xuống mà phần tay có thể kéo ra kéo vào được. Bên này cũng vậy luôn. Ở cái phần này thì điều chỉnh độ cao của ghế đó. Nệm làm rất là đẹp, da làm cứng cáp. Đó là cái chốt để mà điều chỉnh độ nghiêng ngả của cái ghế này, phần đít của nó. Phần bánh xe đây này. Ngồi làm việc rất là thích. Lưng làm bằng vải lưới nữa cho nên thông thoáng cho những ai không có điều kiện ngồi phòng lạnh. Đây là cái phần nệm nệm ngồi làm kẹp bằng hai lớp. Mình không hiểu cái này để làm gì nữa nhưng mà thấy làm khá kỹ, không biết tại sao nó lại làm thiết kế như vậy nữa. Đây là các chốt và phần ngàm của ghế ngồi, rất là ok khi mà ngồi cái ghế như thế này. Mình rất là thích, ngồi lâu không có bị mỏi lưng, không bị mệt, đảm bảo luôn vậy ha. Và đây là góc làm việc của mình khi mà để chung cái ghế. Mình là làm freelance, làm tự do ở nhà cho nên cần mình, công việc của mình hàng ngày là ngồi rất là nhiều cho nên đã đầu tư 4 triệu cho một cái ghế như thế này thì không có gì là phải tiếc cả. Đầu tư cho sức khỏe là không bao giờ là phí. Vậy à.